Hi, ở đây có ông nào nuôi cá giống tôi không? Cái gì cũng xiên hết trơn á, chỉ có lười thay nước thôi à. Và đây là cái kết nè, quá trời là rêu tóc luôn. Cá mà dính vào đây thì chỉ có nước đăng sức. Nguyên nhân là do mình cho ăn quá nhiều dẫn đến dư thừa chất dinh dưỡng trong nước, nhưng mà lượng vi sinh á lại không đủ để xử lý, kết hợp theo ánh sáng mạnh nữa, cho nên xuất hiện rêu tóc như vậy nha các bạn. Quá trời luôn nè, nó vón thành cục luôn. Bây giờ cùng mình đi hút cặn thai nước và vệ sinh lại cái hồ này thôi. Ta nói cái khúc chà hồ này nó đã gì đâu luôn á mấy ông. Đã cái tay với đã cái xương sống á. Chà một hồi thì quá trời là cặn nên mình đã thay 100% nước luôn. Cũng may có thủ sẵn combo Zerosox với lại Extrabio nè. Extrabio á có tác dụng là hỗ trợ làm trong nước, bổ sung vi sinh cho hồ cá. Còn Zerosox á có tác dụng là khử clo, khử kim loại nặng, độc tố có trong nước và hạn chế làm sốc nước. Tại vì mình thay 100% nước, cá rất là dễ bị sốc, được ví như phao cứu sinh dành cho bể cá vậy đó các bạn. Đây là một sản phẩm mới của công ty Extrabio Việt Nam. Nè nè nè, còn đây là cái hồ mà mình đã thay nước nè. Các bạn có thể thấy cá tung tăng bơi lội mặc dù mới thay 100%. Nhìn có thích mắt không?